các bạn, mình là Tấn Văn Hồng, giảng viên môn dạy công nghệ ô tô. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái cách thức để vận hành cũng như là lên xuống xe một cách an toàn trong quá trình sử dụng xe ô tô lưu thông giao thông. Quá trình lên xuống xe rất quan trọng, nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là phương tiện khác tham gia giao thông cùng với mình. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở cửa lên xuống xe, kiểm tra nắp máy và đổ xăng để vận hành. Trong quá trình đấy, chúng ta phải thực hiện một cách nhuần nhuyễn cũng như là tỉ mỉ và cẩn thận. Xin mời các bạn. Để đảm bảo cách mở cửa xe an toàn, không gây ảnh hưởng đến người khác, phương tiện khác cũng như là gây tai nạn cho những xe đi cùng hướng đường và ngược hướng cửa mở của xe. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhìn phía trước, nhìn phía sau khi đảm bảo an toàn khoảng cách một cánh cửa xe. Các bạn cầm tay nắm kéo cửa, các bạn kéo cửa một cách vừa phải để đảm bảo khoảng cách mình lên xe và khoảng cách của các phương tiện phía bên cạnh. Sau đấy, khi các bạn lên được xe, các bạn nắm cái cửa xe đóng vào một cách vừa phải. Nếu các bạn đóng mạnh quá sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn và có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong xe như là kính và các thiết bị điện. Nếu các bạn đóng nhẹ quá thì các bạn lại phải thực hiện một thao tác đóng lại. Và đặc biệt nữa khi các bạn lên xe, việc đầu tiên các bạn phải chỉnh làm sao cái góc ngồi của mình phù hợp với cái khoảng cách giữa vô lăng và phía người điều khiển, để trong quá trình điều khiển các bạn cảm thấy thoải mái nhất, không bị gò bó thì các bạn sẽ có cảm giác lái xe rất dễ dàng. Và đây là những núm điều khiển để các bạn có thể kéo ghế khi các chân các bạn dài hơn và thu ghế lại khi chân bạn ngắn hơn. Và đây là góc điều chỉnh ghế tựa lưng đằng sau cao và thấp. Có một số xe đời cũ các thiết bị này là bằng cơ nên các bạn phải quan sát có nút kéo đằng dưới và nút kéo bên hông. Và một điều đặc biệt an toàn khi lên xe đấy là dây an toàn. Có rất nhiều bạn chủ quan kéo dây an toàn, thắt dây an toàn một cách không đúng kỹ thuật. Ví dụ như các bạn thực hiện như tôi đây, khi bạn đóng thế này, đồng hồ dây an toàn đều báo là đã thắt dây an toàn. Nhưng khi mà xảy ra tai nạn đấy, xảy ra va chạm thì cơ thể của mình không được giữ vào dây an toàn. Các bạn thấy đấy, đầu của mình sẽ đập vào vô lăng hoặc là các vật cản phía trước. Để thực hiện một cách đúng, các bạn thực hiện như tôi. Dây an toàn có chức năng khóa tự động, khi bạn kéo mạnh nó sẽ tự khóa. Bạn kéo một cách từ từ, dây trên lắc qua vai, dây dưới ngang bụng, thực hiện khóa dây an toàn. Có tiếng kêu đánh sắc, tức là bạn đã thực hiện xong. Vừa rồi tôi hướng dẫn các bạn cách lên xuống, lên xe, kiểm tra góc lái, khoảng cách lái và thắt dây an toàn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đổ xăng của một chiếc xe ô tô. Thường các xe ô tô sẽ có một nút gạt để mở nắp bình xăng, như tôi thực hiện đây. Các bạn tiến hành mở ra, trong nút bình xăng sẽ có nút bật để đảm bảo xăng không bị bay hơi ra ngoài. Các bạn bật về phía ngược kim đồng hồ, được chưa? Để khóa lại, các bạn lại bật ngược kim đồng hồ. Bao giờ nghe tiếng rắc là các bạn đã thực hiện xong công tác đổ xăng và khóa bình xăng. Trong quá trình lái xe, các bạn không để thiếu công đoạn kiểm tra nước của xe. Tôi hướng dẫn một cách cơ bản nhất. Các bạn mở nắp capo bằng cái nút gạt ở phía bên tay trái,
của các bạn dưới vô lăng. Các bạn nhìn tôi thực hiện nhé. Để ngồi nắp capo, các bạn thực hiện phía dưới của nắp capo thường có một dãy cản. Các bạn thực hiện kéo nút cản lên. Và đây là thanh chống của nắp capo. Còn đây là khoang động cơ. Khoang động cơ để thực hiện đóng khoang động cơ, các bạn cắt thanh các công cụ xuống và ấn thật chặt. Các bạn đã thực hiện xong khoang kiểm tra khoang động cơ và đóng nắp khoang động cơ. Sau đây tôi lại hướng dẫn thêm các bạn một số những cái thao tác trước khi vận hành xe ô tô. Việc đầu tiên, chỉnh hướng ghế phù hợp với khoảng cách của mình và vô lăng phía trước. Sau đấy, thắt dây an toàn. Tiến hành khởi động xe ô tô. Để muốn khởi động xe ô tô, các bạn phải đạp một chân vào hệ thống phanh của ô tô và các bạn nhấn nút đề phía bên tay phải của các bạn. Sau đấy, để vận hành chiếc xe, các bạn phải tắt cái chế độ phanh tay của xe bằng cách bấm vào phía trước và nhả ra. Có nhiều ô tô có nhiều cách để hạ phanh, có cách có phanh bằng tay, phanh bằng điện tử. Nhưng đây là một cách để hạ phanh tay bằng xe. Sau đấy các bạn tiến hành đạp ga, đạp phanh rồi vào số. Được chưa? Khi nào các bạn muốn tắt xe, việc đầu tiên các bạn phải một chân để vào chân phanh, chân ga một và thực hiện thao tác kéo phanh tay lại. Các bạn tắt xe, sau đấy các bạn xuống xe và đóng cửa một cách vừa phải, được chưa? Và sau đây tôi sẽ hướng các bạn cách để mở cốp của một chiếc xe ô tô. Mở cốp chiếc xe ô tô, phía dưới có một dãy gài. Các bạn nhấn vào đây sẽ được thao mở cửa. Khi dùng xong, bạn có thể đóng cửa xuống. Và cũng điều đặc biệt hơn nữa, và những người ngồi phía sau xe, các bạn phải luôn luôn nhắc nhở những người phía sau xe của mình rằng khi xe lăn bánh đồng nghĩa với việc bạn phải thắt dây an toàn. Vì không thắt dây an toàn sẽ rất nguy hiểm khi mà xảy ra những cái va chạm trên quá trình sử dụng, quá trình lưu thông giao thông. Vừa rồi mình hướng dẫn một số các cái thao tác lên và xuống xe an toàn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các nút điều chỉnh cũng như là hệ thống điều chỉnh trong xe. Ở bên phía bên tay trái tôi đây là cụm điều khiển trung tâm của hệ thống lên xuống gương cũng như là điều chỉnh gương của xe. Ví dụ như bạn muốn điều chỉnh gương bên tay trái, bạn có thể vặn bên tay trái, điều chỉnh bên tay phải, bạn sẽ vặn từ bên tay phải. Và đây là nút lên xuống gương của các cửa. Và đây là nút khóa gương để đảm bảo khi có trẻ em ở phía sau, trẻ em sẽ không tự ý hạ gương và đưa cánh tay ra bên ngoài để phòng va chạm. Vừa rồi tôi hướng dẫn là bộ phận điều khiển gương. Sau đây các bạn sẽ tôi hướng dẫn các bạn nhìn quan sát tín hiệu đèn báo
ở táp lô xe, trên một chiếc xe sẽ thể hiện rất nhiều đèn báo. Như các bạn nhìn thấy đây, đây là đèn báo phanh tay, đèn báo kiểm tra động cơ, đèn báo chưa thắt dây an toàn và đèn báo hệ thống làm mát của xe, hệ thống nước của xe, bình ắc quy của xe và đồng hồ báo độc cua, cọc cua máy và đồng hồ tốc độ. Để đảm bảo là các bạn vận hành và lái xe được, các bạn phải biết đâu là đèn báo tốc độ, đâu là đèn báo nước và đâu là đồng hồ chỉ lượng xăng các bạn có thể đi được hay sắp hết, để đảm bảo là mình có thể cung cấp nhiên liệu vận hành xe được. Vừa rồi tôi đã đi qua các bạn nhận biết các đèn báo cũng như các tín hiệu trên bảng táp lô xe. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành và điều khiển hệ thống điều hòa trong xe. Trên một chiếc xe ô tô, nhất là những chiếc xe thời hiện đại bây giờ, chúng được trang bị đầy đủ hệ thống điều hòa nóng và lạnh. Để điều khiển được hệ thống điều hòa, các bạn trên ký hiệu của bảng táp lô thường có chữ AC. AC có nghĩa là nút điều khiển chế độ tắt và mở điều hòa như tôi thực hiện đây. Khi bạn nhấn một lần, nó sẽ hiện chữ AC off, và nhấn một lần thứ hai, nó thì AC on, tức là bạn đang điều hòa đang hoạt động. Và các nút chỉnh gió của điều hòa tăng và giảm, như tôi tăng giảm phía sau đây. Và các cửa sổ gió để đảm bảo lượng gió ra vừa phải với phía người ngồi đối diện của cửa gió. Và một yếu tố nó rất là quan trọng, đó là sau khi các bạn điều khiển xe thì phía bên tay trái của bạn sẽ có một cái cụm công tác bao gồm điều khiển, hệ thống xin đường hay còn gọi là xi nhan. Khi bạn gạt về phía bên tay trái của bạn, xi nhan sẽ xin bên tay xin đường bên tay trái, và khi bạn gạt bên tay phải, xi nhan sẽ biểu hiện mình xin đường sang bên phải. Và có một nút công tác đặc biệt khi vào thời tối các bạn phải thao tác, đó là nút bật đèn và tắt đèn. Còn phía bên tay phải của các bạn cũng có một cụm công tác bao gồm điều chỉnh gạt nước phía trước và điều chỉnh gạt nước phía sau. Còn đây là một số những cái công tác phụ trợ phụ cho cái việc điều khiển xe, ví dụ như là hệ thống kết nối âm thanh, hệ thống kiểm tra lượng tiêu hao nhiên liệu. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn qua các anh các chị cách mà lên xuống xe này, kiểm tra xe này, cũng như là một những cái nội dung cơ bản nhất để các bạn có thể vận hành được một chiếc xe an toàn. Xin chào và gặp lại các bạn.